Yo các bạn nha, Happy Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến cái thế giới trái cây nha. Ý mình là Lock Food các bạn ơi. Đúng vậy, trong ngày hôm nay mình sẽ không có cắn trái cây đâu. Và mình cũng không có luyện kiếm hay học võ thuật nữa, mà mình sẽ sử dụng một cái loại vũ khí mới, đó chính là súng. Oh shit, mình không có biết cầm súng trong cái thế giới này đâu các bạn ơi. Nhưng vì các bạn fan cứng yêu cầu mình lấy cái cây sâu guitar đi. Hold up, guitar hả? Vì nó có phải là súng không? Nó là cây đàn mà các bạn. Mình cũng không biết nữa, vì các bạn là fan cứng của mình mà, cho nên là mình phải chịu các bạn thôi chứ sao giờ. Thế thì giúp cho mình một like nha. Và đừng cho mình thấy cái thứ chết tiệt này nữa các bạn ơi. Tỷ lệ người chưa bấm đăng ký kênh của mình nó quá là cao. Tại sao là như vậy? Nếu bạn là fan chuột hay là người mới đi nữa thì hãy bấm đăng ký kênh nha. Bấm vào cái chuông kế bên nữa. Mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục tới với ngày thứ 23 trong cái thế giới trái cây nha các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay không các bạn ơi, mình sẽ không cắn trái cây nữa, mình cũng không có luyện kiếm hay là võ công nữa, mà mình sẽ đi lấy một món item mới, đó chính là súng guitar linh hồn. Các bạn cùng mình lấy cái này quá trời luôn để chiều theo các bạn nha, để xem là cái cây sâu guitar gì đó nó có gì hay ho thú vị không nha. Và muốn lấy cái cây này nữa các bạn, nó không hề đơn giản một tí nào luôn. Chúng ta phải đợi thằng gâu đen chịu hồi, đó là lý do tại sao mình đang ở C2. Ủa mấy đứa có gấp gâu đen chưa? Dạ có rồi thôi, bây giờ chỉ cần qua C2 thôi. Rồi đợi anh xíu, đợi rồi tới nè chuyện có rồi. Về C2 nè, uống về tối hả? Giờ đang cầm qua kia nè, anh nên gắn Leopard vô đánh gâu đen không? Leopard hả? Ai bảo không có hả? Anh có cái Leopard gì vậy? Đúng rồi, lần cuối cùng anh cầm Leopard là ngày đầu tiên đó, bây giờ là 20 ngày rồi. Trời ơi, chỗ gâu đen ở đâu? Đi nè. Từ đi theo em anh. Em lần nào anh đâu biết đâu. Thôi em ảo mày. Đây. Ồ, xe từ 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 nha. Ôi, đừng chịu hồi vội nha. Cái kia gâu đen mấy đứa lấy kiểu gì? Có hai cách lấy anh, một là quýnh xe, hai là đợi 4 tiếng đồng hồ thôi đi lượm gương. Cứ 4 tiếng trong một server mình đi lượm gương cái cứ ra kỳ. Đúng rồi anh. Bất kỳ gương nào cũng được luôn. Nếu mà đã có người lượm rồi thì sẽ không được nữa đúng không? Đúng rồi anh. À. Mấy con xe thì nó sẽ nhanh hơn. Có tỷ lệ ra. Đúng rồi, nó có tỷ lệ. Còn không muốn đánh thì đợi 4 tiếng. Đúng rồi. Rồi, hiểu. Bây giờ không cần đợi cho sáng đâu anh ơi. Do lúc mà anh diệt hồn gâu đen á thì thế giới anh cũng chưa hành đen tối hết trơn rồi. Ủa giờ đợi sáng diệt hồn cái cũng tối lại hả? Đúng rồi, anh cũng tối rồi. Thôi thôi vậy thôi đánh luôn đi chứ đợi sáng gì nữa. Đâu cái cúp đâu cho anh xem cái cúp trước rồi. Sao rồi đưa. À cái cúp gâu đen là vậy hả? Bây giờ anh diệt hồn gâu đen đánh thì gâu đen là chắc chắn 100% là gớt ra cục kia đúng không? Đúng rồi, 100% luôn. Rồi ok, đúng chơi diệt hồn đi em. Vô. Đi rồi đúng không? Rồi vô. Ủa gì? Nó lại ngồi bên đây rồi. Rồi bấm nhầm nút. Wow. Nè, đây. Ôi quên nè, cái bát có đánh thường mà. Rồi đánh hai lần, đánh giờ rồi. Ít nè. Ép. Rồi. Ôi, chắc là chết luôn rồi đó. Ôi chưa chết à? Ít. Ờ không trúng à? Gì vậy? Chết. Rồi. Ủa 1500 ép luôn hả? Ờ anh được cái gì nè? Nguyên thạch bóng tối này đúng không? Đúng rồi anh nói anh. Đâu rồi nguyên thạch bóng tối đâu rồi? Đây có rồi nè. Đúng rồi. Chúng ta kết thúc một ngày của chúng ta được rồi đó. Bọn mình phải đợi 4 tiếng cái kiểu để mà chịu hồi con boss ra, rất là khổ luôn á các bạn. Còn bây giờ mình còn đang thiếu là 500 xương với lại là 250 cái vật chất kỳ dị đúng không nghĩa? Dạ đúng rồi anh. Vật chất kỳ dị là chúng ta muốn farm là chúng ta phải đi đâu vậy em? Hình như cũng ở C2 mà đúng không? Ở bên C2 luôn. Dạ anh đi theo em này. Rồi ok, let's go. Đi farm luôn. À, chúng ta không có cửa đúng không ta? Từ từ à, đây. Ủa có cửa luôn hả? Em vừa giọng anh cái hơi đau đó. Farm hết đống này luôn á. Và trong hiện này mình đánh thằng nào cũng ra đúng không? Đúng rồi, đánh hết luôn anh. Rồi ok, farm thôi. Go. Go. Biến hình. Mày này đúng không? Dạ. Rồi chưa ra cái nào luôn. Wow. Dạ. Rồi được một cái nè, vật chất kỳ dị lên 1 rồi, vậy đúng rồi đó. Thêm cái nè em ơi. Dạo lên trên luôn anh. Lên trên. Mày. Chia ra đi em. Chà, 250 hả? Rồi được cái nữa nè. Rồi giờ tối luôn, wow. Anh được bao nhiêu điểm rồi anh ơi? Rồi, xem coi. Hình như là 200 mấy rồi đó, 242 rồi em ơi. Oh shit, còn 8 cái nữa thôi. Ok, cố lên anh ư. Rồi, 7 cái nữa. Nào, xem rồi em có full moon rồi nha. Cái gì? Full moon rồi đúng không? Rồi ok, anh sắp xong rồi, để xíu. Mình còn thiếu xương. Đâu, mình giải mã trước vẫn được mà. À, đúng rồi, đúng rồi. Mấy anh mới hiện chữ luôn. Mình có 6 phút á. Lẹ lên. Cái này rồi. Bao nhiêu ta? 5 cái nữa. Nè đó. Oh shit, 3 cái nữa thôi. Rồi 2 cái nữa. Nhà bếp luôn anh ơi. Không ra rồi. Ok, ở trên đó chưa? Bà con. Rồi, đầy đủ rồi, 250 rồi, let's go. Ok, let's go. Giờ anh đi qua C3 không?
Rồi quả si ba full moon rồi nè. Sao từ sáng luôn rồi? Không, cái full moon này anh phải đợi cho tối anh. Ủa nhưng mà sao biết full moon vậy? Dũng này không báo anh. Hiện chữ rồi. À hiện chữ rồi, ok, tranh thủ tranh thủ. À đây, đầu đèo bóng tối. Bây giờ là chúng ta sẽ đi nói chuyện với 11 đúng không? Đúng rồi anh, đúng rồi. Hình như là mình thiếu gì đó em ơi. Thiếu bon anh, thiếu xương anh. Đâu? Thiếu xương anh ơi. Không phải thiếu xương, mình thiếu cấp em ơi. Oh shit. Mình chưa đủ cấp nữa. Oh no. Mình muốn nói chuyện với Mi Mộ là mình phải cấp 2300 mà. Ờ đúng rồi. Rồi. Em quên. Oh shit. Giờ mình qua chỗ farm luôn anh ơi. Từ farm từ giờ tới tối đó, mình còn có 6 phút thôi. Đúng rồi. Rồi speed gain đi. Rồi farm nè, lên cấp 2300 mình mới đi nói chuyện với Mi Mộ được. Chúng ta cần cái thai không? Cần anh ơi. Cần đi anh. Thai nè, speed gain lẹ lên. Lẹ lên anh ơi. Rồi cái thai đó. Rồi chơi đi. Rồi ok. Rồi 81 nè. Ui trời sáng luôn mấy đứa, vậy không kịp rồi đúng không? Không kịp. Bây giờ muốn đợi chân tròn là mình phải chờ chờ tối tiếp đúng không? Biết là đêm tiếp theo nó có chân tròn không hay là nó chăng nửa giờ nữa. Em nghĩ là chăng nửa giờ rồi đó. Đúng vậy. Thôi vậy mình đi qua farm xương đi ha, sẵn farm cáo luôn. Rồi qua farm xương đi. Ok đi anh. Rồi nhậm vũ đây nè. Làm vũ đây cũng lên cấp mà. Còn rồi 92. Ba con nữa. Con nữa. Rồi 2300 rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi chân tròn thôi nữa là xong đúng không? Dạ đúng rồi. Và farm thêm xương nữa nhờ. Đúng rồi. Rồi để xem coi bao nhiêu xương rồi. Chúng ta đã có 77 xương à. Oh my god. À dạ. Thôi farm thôi. Let's go. Được bao nhiêu xương anh Hảo ơi? Đâu để xem. 489 rồi. Holy shit. 11 xương nữa thôi. Holy. Ngoài 11 xương nữa thôi. Rồi 94 rồi. 6 xương nữa. Rồi let's go. Okay. 500 xương. Và oh shit, chúng ta thiếu F mấy đứa ơi. Oh shit. Vậy giờ mình đi ride kiếm F anh ơi. Đúng vậy, đi ra một lần thôi là mình đã có 5000 F là mình đủ rồi đó. Đúng rồi anh, nhưng mà anh còn thiếu gì nữa không? Không không, hết rồi. Chỉ số. Chỉ số. Oh shit, vậy chúng ta phải đi farm để mà reset lại chỉ số nữa. Đúng rồi. Á chà. Rồi thôi đi ra luôn, mình còn rất nhiều thời gian để mình nó tới chân tròn mà em. Đi thôi. Ok. Một đứa nào có hung mình hả? Không luôn á anh. Sao? Chế hùng mình đã phải YouTube anh nha. Rồi quá đấu hai thôi. Ok anh. Ai lấy hùng mình không em nói. Lấy. Đổ. Chưa anh cước. Banh xác. Let's go. Let's go. Ngang ép rồi luôn. Sao anh lại ở đây? Để anh, để anh. Ok, banh xác, let's go. Let's go. 7800 rồi nè, mình đâu có thiếu gì nữa đâu đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy là mình đủ hết luôn rồi anh. Bây giờ chỉ cần đợi chân tròn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, qua lâu đài bóng đói đợi thôi. Chân lên hả mấy đứa? Chân lên anh ơi. Thấy rồi, chân quá tròn luôn. Đi nói chuyện với bia mộ nè. Ok anh. Bia nào vậy ta? Cái bia bên đây nè, bia bên đây. Ok, thấy rồi nè, cái giống hổ quá trời to luôn. Rồi, nói chuyện. Đúng rồi. Cầu nguyện. Rồi, okay. Rồi, ra tiếng Anh là sao không hiểu chưa vậy? Rồi, bấm có nè. Ồ, xế sao tới thua rồi? À, qua bên kia đúng không? Đúng rồi, qua bên kia giết tụi nó cùng một lúc. Em cho. Ok, em cứ gom lại đi xong rồi em cho nó màu đỏ giùm anh là sao? Đủ đam ta. Anh chỉ cần là lắp hết là được. Ok, anh sơ đi. Rồi, có con kia chưa được nó rồi. Rồi, fail. Rồi, nó qua rồi, nó chưa qua nè. Rồi, xế. Let's go. À. Được rồi đúng không? Fail rồi. Tức chết cùng lúc rồi mà. Con cuối nè. Oh no. Không sao. Rồi. Rồi anh. Dòng lên. Let's go. Đây rồi, quả hoàn hảo. Giờ mình đi qua đây anh. À, quay lại chỗ bi mộ đúng không? Rồi, anh thấy bên này bản không? Đó. Oh shit, vậy mã hả? Rồi ok, bây giờ cái nào trước? Cái này. Này. Đúng rồi. Cái này rồi. Đúng không? Rồi qua đây. Rồi qua bên này. Tiếp. Bên đây nữa. Rồi bên đây. Đúng. Úi xong luôn rồi nè. Chỉ là hai cái bên trái nữa là xong đúng không? Dạ đúng rồi, hai cái trên đây nữa là xong. À ok, xong rồi đó. Rồi tiếp là gì nữa? Dạ đi theo em. Đâu đây? Đâu mình đi vòng qua luôn. À đi vòng hả? Nó dặn hẳn lên luôn rồi. À cái cửa này nó mở cho mình vô hả? Đúng rồi, giờ anh nói chuyện với thằng trắng đó. Ok, nói chuyện với ma nè. Xin chào hồng ma nè. Oh shit. Chào, giờ anh chạy ra đây. Giờ anh thấy mấy cái cúp không? Ờ thấy. Rồi sao? Anh chụp lại anh chỉ cần ghi nhớ không à. Chụp sao mới đúng này? Chụp ngay anh. Chụp vậy đúng không? Đã chụp. Giờ đi theo em tiếp. Giờ anh đi xuống tầng hầm với tụi em. Xuống dưới tầng hầm. Giờ ở đây anh thấy có cái bảng không? Thấy. Anh dựa theo cái bức ảnh hồi nãy. Dựa theo cái cúp để mà chọn đúng không? Rồi. Cái cúp này nó ngang nè, thì là cái thanh này nó phải ngang. Còn cái cúp mà nó dọc thì cái thanh nó cũng phải dọc theo, còn không có cúp thì là không có thanh nào luôn. Chân dồn kết thúc rồi. Chân dồn kết thúc rồi. Có sao không? Không sao anh ơi, em cứ làm thôi anh.
Rồi xong rồi nè. Rồi ok, tới phần giải mã nè anh. Giải mã. Này này, màu đỏ. Này màu đỏ. Rồi. Giờ cái này là màu đỏ luôn. Màu đỏ luôn. Rồi. Này xanh nước biển. Rồi, này xanh nước biển. Ở đây là đen, còn ở đây là xanh lá. Xanh lá. Bên đây màu đỏ. Ở đây màu đỏ. Đây là xanh dương. Xanh biển. Xanh dương. Bên đây sai nè, cái bên này này, bên đây màu đen anh. Cái này là màu đen. Đúng rồi. Rồi ok, đúng đó. Rồi đó. Cổ máy huyền bí. À, sau khi giải xong là nó cho mình mua guitar linh hồn nè. Dạ đúng rồi anh. Nó sẽ mắc 500 xương, 250 vật chất kỳ dị, một viên thạch thắt ám của thằng Gâu Đen và 5.000 điểm ép. Đúng. Wow. Rồi, mua thôi. Mình ta có đầy đủ tất cả mọi thứ rồi mà. Rồi. Wow. Guitar linh hồn. Oh shit. Đây là cái súng đầu tiên anh sở hữu trong cái thế giới trái cây này luôn á. Wow. Gần. Chạy đi khám không anh? Chạy đi khám thôi. Giờ mình phải đi nâng là chỉ số đó đã. Mình lại cống hiến cho các anh đầu sọ này 2.000 điểm ép nữa rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ dồn tất cả vô súng nè, cận chiến với lại là phòng thủ. Như vậy là quá đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi farm Master Grid để xem coi là nó chỉ có 2 nhiêu thôi. Mà 2 nhiêu này phải tốn tới 300 Master Grid lận. Khá là lâu nha, nhưng mà không sao, súng farm nhanh mà đúng không? Đúng rồi anh. Chờ đi qua đảo cacao. Mấy đứa dụ lại một chỗ nha. Dạ ok anh ơi. Test đam thử coi. Rồi à. Ô shit gì to vậy? Số đam nó quá khủng khiếp vậy em. 1.400 luôn này hả? Wow. Shit. 1.400 đam. Đâu vậy anh? Trời ơi, người khi nào mới xong? Không sao, người ta farm nhanh mà. Nhanh nổi gì anh? Nhanh mà. Tốn 2 ngày em ngày đếm farm. Lên được bao nhiêu đây? Liệu có lên nổ chưa dép? Không, 75 à. Oh shit, 100. Quá nhanh. Oh shit, 122. Đó. 42 rồi. 47. 9. Phát cuối. Let's go. 52. Chứ vậy chúng ta có chiêu tia tử quang đúng không? Đâu xem nào. Thả nhảy ra nè. Oh, lì xét đây rồi, cái chiêu cho tắng màn nhỉ đây rồi. Ok, với cái chiêu này là mình farm dễ hơn rồi đó mấy đứa ơi. Tử quang. Rồi. Đúng. Let's go. Let's go. 99. Let's go. Let's go. Từ từ 99 à, chưa let go được đâu. Để xíu. Rồi cái này mới let go nè. Ông xin thùng ơi. Lại cắt. Ok, cắt đoạn này làm lại. Phát cuối nè. Let's go, 300. Let's go. À, rồi như vậy là chúng ta là có chiêu lục quan tối thượng rồi đúng không? Wow. Đúng rồi anh. Quả chiêu có chữ tối thượng nghe quá và uy tín luôn đâu, để xem coi. Đúng rồi. Test vô gì vợ ta. Đây coi lên thấy một đứa đội rồi nè. Shit. À anh biết cái chiêu này rồi. Trời 6.000 gửi đam hả? Đúng rồi anh. What? 6.000 gửi đam? Sao nó lại có thể khủng khiếp như vậy ta? Chỉ là súng thôi mà. Rồi. Đó. Trời ơi. Tuyệt kỹ tối thượng. Wow. Tia tử quang. Rồi anh trúng luôn. Wow. Shit. Mấy đứa cũng có sâu guitar chúng anh mà đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đâu để anh làm coi coi. Tối thượng. Ôi ôi. Cái chiêu này nó ngầu quá, nhưng bị cái nó ồn thì thôi rồi luôn. Vừa ồn mà vừa đo mắt nữa. Giờ mình sẽ làm buổi văn nghệ đi. Mấy đứa có show guitar đúng không? Bây giờ mình sẽ chào anh Stone với bao nhiêu cây? 4 cây không? Cassette có show guitar, sẽ cassette. Em có nguyên liệu mà em không có lấy anh. Vì 3 cây thôi cũng được rồi. Qua gặp anh Stone nè, let's go. Bây giờ chiêu Z trước nha. Ok anh. 2 1. Oh shit. Rồi nó bay qua chỗ Dũng hả? Rồi chuẩn bị nè, 2, 3 thêm cái ít nè nha. 2 3. Ôi ôi. Oh shit, mắt của tôi. Oh my god. Không có gì à, bơm hạt nhân luôn anh. Nhân. Rồi bây giờ mình cứ lấy sâu guitar ra mình bắn thì khi nào mod chết ta. Anh ơi, em không có đăng súng. Em không đăng súng luôn hả? Đúng rồi, em đăng kiếm à. Đó rồi, có mỗi mình đánh đăng súng à. Ui, cũng ra đam mà. Ủa anh, nhưng mà ít lắm á. Nhưng mà hơi ít thôi, hơi lâu xíu. Mình cứ thật sự súng xuống vậy chứ tôi thấy tôi nhức mắt quá à. Ây cha. Nữa rồi, ui chà, bắn nó giờ mới được có nửa cây thôi sao? Vụ đối với Hiroshima. Ui shit. Trời ơi, hai giờ nổ luôn. Rồi, sắp chết rồi. Rồi nè, thêm một quả vụ nổ nên là banh sát nè. Đúng rồi, vụ nổ Hiroshima. Let's go. Let's go.
Ui ui, tính ra cái Sinidan thì chơi cũng thích chứ bộ, nhưng bị cái nó ồn với lại là đau mắt quá. Đau mắt quá. Ai, cuối cùng thì mình cũng đã có thể sở hữu được cái cây sâu guitar rồi các bạn ơi, guitar linh hồn đó. Mình không biết là các bạn có sử dụng cái cây này để mà đi đánh nhau hay không nữa. Còn về cái độ màu mè của cây đàn này thì chắc mình cũng không cần phải nói đâu các bạn ơi, quá là xịn rồi. Không biết là trong cái thế giới trái cây nào có mấy cái món item nào xịn giống như vậy không nữa thì các bạn đừng quên là comment xuống phía dưới nha. Chắc chắn là mình sẽ đọc và mình sẽ thực hiện theo thôi. Nếu bạn thấy thích thế giới trái cây của mình thì giúp cho mình một like nha. Bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông kế bên nếu bạn là người mới. Mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành nha. Bye bye.